Đừng có làm má mà nhát tao hoài. Ôi. Nó nhát đứt cái danh kia thường luôn. Hai thằng cứ một thằng chết tại chỗ, còn một thằng đâu có chết tại chỗ đâu, banh sát cái chân, cái ruột cứ bay lên Ừ. cái đọt cây á, Nghèo ớ luôn hết ruột gan vậy, nó quăng lúc cái trên đọt cây vậy, nó bắt đầu leo lên chặt cái cây xuống coi rớt xuống. coi coi nghe mà như chuyện thú âm, nhưng mà chuyện này có thật nha cô bác, chuyện này trong phần trăm có thật nha, không có chuyện giả nha. Rớt xuống rồi lấy cái bọc gấp, lấy cái cây gấp á, gấp vô Và đây là cái số tiền mà 3.520.000 con vừa đổi da của cô này, là cô Cúc ở Canada gửi cho chú nha. Thì chú đếm lại giùm con coi nó có đủ chưa chú. Ai đủ rồi chú ơi. Dạ. Vâng, ông Bình Tân xin chào và cô bác anh chị em. Thì hôm nay Bình Tân trở lại nhà của chú Hai Sang. Mà hôm trước mình có quay một cái câu chuyện tâm linh rất đặc biệt, cũng như là cái giới thiệu về cái hoàn cảnh nghèo khó của chú Hai Sang, phải đi bán từng tấm vé số mà để sinh sống. Vì cái đôi chân của chú Hai bị do cái cột sống mà nó ảnh hưởng, cho nên chú Hai không còn đi đứng lại bình thường được nữa. Thì đây là cái tuyến đường mà chú Hai đi hàng ngày, phải lặn lội từ ở phía bên trong này ra những cái tuyến đường như thế này, mà trên một cái chiếc xe lăn rất là nhỏ, cũng như là chiếc xe lăn thì lăn chỉ là bằng cái đôi tay thôi chứ không phải chiếc xe lăn bằng điện, nên đi cũng rất là khó khăn. Mà bán từng tấm vé số rất là vất vả trên một cái chiếc xe lăn như thế. Thì hôm nay mình đến ở đây để gặp, trước hết là gặp gỡ chú Hai, cũng như là sau đó là để tìm hiểu thêm về câu chuyện của chú và những cái câu chuyện độc lạ tâm linh xung quanh ở đây. Và một cái điều kế tiếp nữa là trao cho chú Hai một cái phần quà của một mạnh thường quân từ ở Canada gửi về cho chú, để hỗ trợ chú trong vấn đề có được một cái chiếc xe đạp điện và một cái khoản dư để mà chú lấy vé số mà chú không có phải lấy gói đầu như trước nữa, để cho chú trang trải thêm cho cuộc sống nha. Thì ở đây là phía trước nhà của chú Hai nè. Xung quanh thì mình mới đi hôm trước, thì bữa nay do hôm nay chắc sợ mưa nữa hay gì đó, cho nên là không có ấy nè. Thì để mình vô mình hỏi đây, tại vì mình cũng quên cái địa chỉ hôm trước của chú à. Dạ con chào chú Hai. Dạ hôm nay chú khỏe không chú? Dạ khỏe em. Ồ khỏe ha. Dạ. Bữa con gặp chú đó, bữa nay là chú có đi bán vé số lại không? Thấy hôm bữa giờ trời mưa hoài nè. Dạ, bữa nay mưa nghỉ chú ơi. Nghỉ ha. Dạ. Cái chỗ này của mình là xã gì của không con quên rồi. Dạ, khóm Sơn Đông thị trấn Nhà Bàn. À khóm Sơn Đông của trấn Nhà Bàn huyện Tịnh Biên nha cô bác. Thì Dạ. hôm bữa giờ là trời mưa rồi chú không có đi bán ra. Mới mới có nghỉ ngày nay à. À là bữa nay nghỉ do trời mưa hồi sáng hả? Ngày hôm qua nữa. À. Thì Ngày hôm qua còn đi bán. ngày hôm qua còn đi ha. À. Thì cái ủa cái này con thấy chú đang có cái nồi gì đây, nồi đồ ăn hả? Ăn này giờ ăn lỡ vỡ Rồi. hay là gì vậy, Bánh do con vô ăn lỡ canh. vỡ hả? Bánh canh. À bánh canh À. Lên là bếp ga để hâm nóng lại ăn à. à dạ. Ủa trời mưa chú ngủ về cái cửa sổ này nó có tạt không, con thấy nó bị ấy nè. Ông che cái áo mà mưa nhỏ không sao đâu. À có nghĩa là mưa nhỏ nhỏ thì không sao, mưa lớn chắc tạt quá Tạt nằm xích ngoài này. ha. Trời. Hôm bữa giờ chú thấy trong mình cái chân của mình nó có đỡ thuyên giảm được chút nào không chú? Không, càng đi càng đây nè, nó sưng lên nữa nè. Ồ Nè, sưng nè, nó bị sưng lên này ha. nó sưng đó. Đi lên xe mà ngồi mà không có động chạm gì tới cái chân mà nó cũng sưng nữa. Chú di chuyển lên xe chắc con nghĩ chắc là chắc cũng hơi bị khó chứ.
Di chuyển xe có. Di chuyển lên thì chắc nó hơi bị khó. Ừ. Vì con bác mình cũng được biết á, cái đôi chân của mình là rất là quan trọng, vì nó bám trụ cả cái thân thể của mình. Nhưng mà bây giờ cái đôi chân mình nó không có đi được, thì cho nên chỉ sử dụng bằng hai cái tay. Nhưng mà chú hai thì cũng rất là lớn tuổi rồi, cái cũng hơi ốm yếu nữa. Di chuyển mà từ ở dưới đây mà để lên được một cái chiếc xe lăn như thế này mà để đi bán từng cái tờ giấy số của bác thì nó rất là khó khăn nha. Mà xe lăn này thì lại là xe lăn tay nữa, mình gặp bằng tay hả chú? Dạ. Vậy thì mình gặp bằng tay, vậy thì con thấy cái đường đi vô của mình nó có nhiều cái chỗ mà nó rất là gồ ghề và khó đi, vậy thì mình đi nó có dễ không chú? Dạ, cũng có mấy người quen thân ở dưới á, dạ, ta đẩy lên tiếp mấy gò dốc. À, có nghĩa là mấy một số cô chú gặp rồi đẩy chú lên qua khỏi cái chỗ dốc gồ ghề đó ha. Ừ. Con thấy cũng hơi bị khó đi. Cho con tham quan cái nhà mình tí nha. Rồi. Dạ. Cái nóc nhà, nhà này đi trước mình có quay á, là chú nói là cái nhà này do... Nhà này là trước là nhà tình thương này hả chú? À, nhà tình thương. Ồ, nhà tình thương đúng không? Đây thì chú hai cũng ở chỉ có một mình với một cái người con gái á, cho nên là cũng có cái đồng cơm nhỏ xíu thôi. Mà con gái thì phải đi làm mướn làm thuê rồi để kiếm được cái đồng tiền trang trải thêm cho chú hai trong cuộc sống hàng ngày á. Dưới căn bếp cũng chẳng có gì. Ở đây là một cái cô bác mình biết, ở đây là cái góc ngoài xa mà là nguyên một cái khu vườn rất là lớn, một cái đường xe bò ngày xưa. Bây giờ ông tầm mà chú hai ở đây là cũng gần cơ đã là cuối cái đường rồi. Góc này thì có rất là nhiều cái ngô mã mồ mà chú ở gần một cái những cái nơi nhị tỳ nữa. Chú hai ơi, thì hôm trước đó, con đến đây thì cũng được chú hai chia sẻ cũng như là nhiều cái câu chuyện tâm linh ở nơi đây, nó rất là dạ, con nghe qua chú. Nó dạy ra được rồi chú, con nghe qua nó ly kỳ quá. Thì bữa nay con đến đây thì cũng trước là để thăm chú, rồi sau là cũng để tìm hiểu thêm về những cái câu chuyện tâm linh ở đây đó, chú hai. Thì chú dạ. Có biết được cái câu chuyện nào nữa không, chú có thể chia sẻ cho con như dạ. Bà con được biết không chú? Có mã bệnh nó mới chết nó ở trên chợ á, cái nó ban đêm tôi đang ngồi nhậu ở chợ à, là hồi cái lúc mà chú còn khỏe mạnh ngày xưa ha. Rồi lúc chưa bị hai chân này. Dạ. Đang ngồi nhậu ở chợ á, nó tự động tôi thấy một cái bóng đen đi ngang. Tôi nói ai ạ? Cái lát cái đảo lại nữa, lát cái đảo lại nữa, nó uống rượu hay gì. Cái nó không nói năng gì hết trơn á, nói đủ mẹ đi ra sao ra. Lại với cái đó chú hai biết ma rồi đó hả? Biết nó rồi, biết nó rồi. Cái nó nói bây giờ nó không có nói gì. Cái tôi nói mày á sống khôn khác thiên thì đi đầu thai đi con, mẹ ở đó mình đi báo người ta hoài. Ủa, cái người mắc đó là quen với chú hai hay sao? Quen bạn hả? Quen bạn mà cái nguyên nhân sao mấy người mất đó mất vậy chú hai? Nó cũng đi bán cái số cùng chung nè. Nó cũng nhậu lắm trời ơi. Vậy là nhậu dữ lắm ha. Rồi cái có nghĩa là chắc bệnh rồi mất hết với chú hai. Mất vậy chắc có lẽ là nó quen thân với chú hai cho nên chú hai mới gặp cái hạt dí này kia nọ. Nó 40 tuổi à. Mà chắc tới chú hai gặp rồi chú hai có cảm giác như thế nào? Có gì đâu, mình đâu có sợ đâu, dùng ma bóng quế mà không sợ, nhưng mà phải có cảm giác chứ, có cảm giác như thế nào trước khi gặp nó? Mình chỉ thấy là
trong khi gặp ngang cái khi nó cho mình biết cái gì đó. Rồi nói thôi Bình à, mày đi sống cung tác tiên, mày đi đầu thai đi Bình ơi. Bình á, dạ. Đừng có làm á, mày nhát tao hoài. Ôi. Nó nhát đất cái trên kia thường luôn. Ai nhát thường là nhát sao chút? Tên gì nhát? Đức. Đức hả? Trời cũng mắng cái số đó. Trời. Tại vì thằng đó ghét nó lắm. Ồ. Ghét cổng cho nên ông bây giờ ông chơi cũng nhát lại ha. Mà nhát thường luôn hả chú? Nửa đêm lại kêu lỗ tai. Trời ơi. Trời. Nửa đêm kêu lỗ tai ghê lắm nha. Con chạy là mất hồn dí luôn á. Kêu lỗ tai rồi cái biến mất rồi thấy ai đâu. Ừ. Thường xuyên luôn hả chú? Ừ. Trời ơi. 3 năm thằng nó mới đi đến ông này bà kia đó. Dạ. Cúng lại này kia rồi hết. Là ổng mất xong là ổng linh thiêng kinh như vậy hả chú? 3 năm xa rồi đi đến nhờ thầy cúng này kia nội rồi sau này ổng mới hết ha. Rồi. Trời ơi. Công nhận những cái câu chuyện linh thiêng ở cái vùng này nghe mà ớn ốc luôn á cô bác ơi. Tôi biết rồi, tôi nói anh nghe vậy thôi. Dạ. Mà chú hai thì trước con có nghe một số cái câu chuyện về những cái người mình ta gài mìn này, lấy mìn này kia nọ chú hai. Chú có từng biết cái vụ đó không chú hai? Đây kìa, gài mìn thì tôi không có thấy đâu. Dạ. Mà tôi biết là có mấy cái người đi lụm cũng như tôi về trước nè, cũng đi lụm 3 cái xác dụng. Lụm là sao thưa chú hai? Mình làm như thế nào? Xách cái vỏ bàn á. Dạ. Rồi đi gặp xác dụng á, chồng này nè. Có nghĩa là đi mình ta kêu là đi rà sắt đó hả chú hai? Mình cái có này... cái máy không? Mình có cái máy rà không? Cái này nó nổi lên là lụm bỏ vô. Nổi lên lụm bỏ vô ha. Là lụm rỗng mì rồi đó. Rồi đó, rồi cái ông kia cái có 2 thằng ba mẹ thấy cái cháy quýt vườn cháy quýt luôn đã quá trời cưa. Trời ơi, cái câu chuyện cưa bom mà con mới nghe ở ngoài chứ hồi trước con tưởng đâu trong phim cảnh không hả? Hai có thằng luôn cưa, hả? 2 thằng cưa, 1 thằng chết tại chỗ, còn một thằng đâu có chết tại chỗ đâu, banh sát cái chân, cái ruột cứ bay lên cái đọt cây á, nghe ớn luôn hết luôn. Trời trời, tưởng đâu trong phim vớt văng đọt cây luôn hả? Trời ơi. Đến mấy tụi đi lụm nè. Lụm cái gì? Lụm răng ruột rồi lại. Ui, đi thu gom lại cho cái người nhà hả? Trời ơi, trời gan vậy chú hai. Chú gan vậy? Có nhiều đâu chú ơi, được còn mấy có chút kìa. Trời trời. Cái người ta bự cho bá vậy mà nổ ra là còn có thiếu hả? Còn 2 chân kia mất tiêu luôn. Chở con kia đi bệnh viện. Nó nổ văng mất tiêu 2 chân luôn. Ai. Rồi cái người mà mình đem đi bệnh viện đó, cái người đó còn sống không thưa chú hai? Không luôn, chết luôn rồi. Chết là do cái vụ tai nạn hồi đợt đó hay là sau này không. Mới bệnh chết? Sau này mới bệnh chết. À, có nghĩa là cái vụ tai nạn đó thì cái người kia bị thương 2 cái chân, mất 2 cái chân thôi. Mà vẫn còn sống ha. Vẫn còn sống. Ôi cái câu chuyện con nghe chú kể xong à. Ủa sao mà dắt tới chú gan với chú lại chú lụm từng cái mảnh thịt của người ta cứ đem vô trời. Trời ơi. Dân mình hồi nào giờ cha sanh mẹ đẻ ở đây thì dân cách mạng không mà sợ cái gì đâu. Không, nhưng mà mình thật sự cho con nghĩ là con bản thân con này cũng vậy, con có cảm giác ví dụ như một cục thịt heo, thịt bò thì mình còn dám lụm chứ tự nhiên cái thân thể của một con người mà nó như vậy thì chắc con không dám đứng gần, con cũng không dám nữa con thật.
đi kiếm bà mẹ nó quăng ruột gan vậy, nó quăng lúc cái trên đầu cây vậy đó, bắt đầu leo lên chặt cái cây xuống trời rớt xuống trời. Nghe mà như chuyện thứ âm, nhưng mà chuyện này có thật nha cô bác, chuyện này trong mình trong có thật nha, không có chuyện giả nha. Rớt xuống rồi lấy cái bọc gấp, lấy cái cây gấp á, gấp vô luôn. Ai chú Hai, thì cái lúc mà con thường nghe ông bà mình kể, cũng như là những cái người mà ta đã tiếp xúc qua những cái vấn đề mà những cái thịt hoặc là máu của những người đã mất đó, thì chú Hai, thì người ta hay nói là cái giấc đó là cái máu hay là cái thịt của cái người con người của mình á, là nó tanh, mà nó tanh dữ dằn lắm đó chú Hai. Thì giấc đó chú có cảm nhận được cái điều mà là cái cục thịt hoặc là cái máu của nó tanh như thế không chú Hai? Cái máu là nó tanh ngồi hơn thịt. Ôi. Nhất là cái máu ở trên đầu mình đổ ra thôi thôi là nó tanh dữ luôn. Dạ. Ừ. Chắc đó là chú lại chú lúc mà chú gom lại thì chắc đó nó còn cái đầu không? Đã nó đầu cổ bay hết trơn rồi. Nó bay nhừ ra hết trơn luôn hả? Đầu cũng bay đâu không biết nữa. Không biết luôn, không biết đường kiếm luôn. À. Trời trời, nghe mà ớn ngóc nổi da gà hết trơn cô bác ơi. Có cái này còn ghê hơn chuyện ma đấy nha. Có cái ruột gan á thì còn dính ở trên cây á, rồi mới đang leo chảnh đốn xuống rớt xuống đó thì gấp chu bọc, nó đâu còn nhiêu đâu, rồi về đi ăn tán. Chỉ là cái câu chuyện nó xảy ra cách đây khoảng nhiêu năm mà thưa chú Hai? Dạ 6 năm rồi. Ủa câu chuyện nó mới xảy ra 6 năm thôi hả? Dạ. Là cái người mất là ở đâu thưa chú? Nhà ngoài này. Nhà ở ngoài này. Dạ. Dạ. Thì vợ con gì đi thành phố hết rồi. Nghe qua thấy cũng cái thứ nhất là thấy cũng thương cảm cho những cái cho cái người đó khúc, tại vì cũng vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày của mình mà phải lặn lội đi làm những cái công việc mà nó hết sức là nguy hiểm, thì nó cũng xảy ra một cái rủi ro gì đó cho nên mới dẫn đến cái sự thương tâm như vậy thưa chú. Ừ. Nói rồi, nói hai mày không có cưa được, trái người ta vậy nằm vậy để vậy đi cưa người ta làm chi? Là cái trái lúc đó là cái trái nó bự không chú? Cái ủ bít nó bự. Cái ủ bít còn mới lắm. Mới ta luôn. Còn đẹp chứ, sợi dây đồng, là cưa rằng lấy sợi dây đồng á. Cưa làm sao mà chậm thuốc nổ, đung. Trời. Tôi vừa bước qua dọc đường. Là chắc đó trong cái chuyến trong cái ngày đi đó là đi cùng với lại chú Hai luôn hay sao? Ờ. Hôm đó là chú Hai và hai người kia là đi cùng chung làm đi cái cùng chung một đường luôn. Ờ. Chắc con người chắc đó là sẽ phát ra một cái tiếng nổ rất là lớn hả chú? Lớn lắm. Tới trên chợ còn nghe mà. Ủa vậy là cái vị trí nó nổ là nằm ở vị trí nào chú? Núi Nổi nè. Núi Nổi của mình đây. Ờ. Vậy là sát một bên đây thôi. Sao hè nè. Dạ. Ở trên chợ nghe công an xuống tới liền. Tại vì cái tiếng nổ của những cái trái đó con nghĩ là nó to khủng khiếp lắm đó chú. Với lại những cái người mà cán bộ lắm. Dạ, những cái người cán bộ mà người ta nghe qua thì người ta chẳng biết được cái tiếng của cái trái nổ. Cưa lấy dây đồng á, nó trái bít nó bự gì nè. Dạ. Nó có cộng dây đồng quanh ngang. Cũng chỉ vì muốn lấy một cái cọng dây đồng nhỏ nhoi đó mà bán ra chỉ 20-30 ngàn, 100 ngàn thôi mà đã đánh đổi luôn cả cái mạng sống của mình thôi cô bác. Thật sự ra nghe qua thấy cảm động. Chú Hai ơi, thì đến đây thì con cũng có thông qua chú Hai một cái vấn đề là về cái hoàn cảnh của chú Hai ngày hôm trước. Con có ghi hình cũng như là chia sẻ lên trên những cái trang YouTube như thế này nè. Thì cái hoàn cảnh của chú Hai thì có được một cái cô ở bên Canada có thấy hoàn cảnh của chú Hai đây mà cũng có gửi cho con đây là $200 Canada đó thưa chú Hai. Yeah. Thì để đem đến đây để trao gửi tặng cái phần quà đó cho chú Hai. $200 thì con đổi ra là được 3.520.000.
thì con sẽ trao số tiền này cho chú hai. Và cô á, thì cô cũng có nói với con là nói với chú hai là trước lúc trước thì nghe chú hai nói là không có một cái chiếc xe điện mà chú đi trên, những cái chiếc xe này là nó rất là khó khăn trên vấn đề gì đi tới đi lui, xe lắc. Và xe lắc thì nó cực khổ vì đi bán gần cái số mà lại ốm yếu nữa. Thì cô mới nói là cho chú hai là 200 đô đó, một phần là chú mua một chiếc xe điện như chú đã nói hôm trước là nó tầm khoảng 2 triệu gì đó, thì chú chích cái số tiền đó ra là để chú mua một chiếc xe đạp điện, xe điện như thế để chú đi cho nó dễ hơn. Rồi còn cái số tiền còn lại thì cô nói là gửi cho chú hai để làm cái vốn mà chú mua vé số thì chú bán, để chú khỏi có phải mà đi mua gối đầu của người ta đó. Thì con sẽ trao cho chú nha. Dạ, đây là cái số tiền mà 3.520.000 con vừa đổi da của cô này là cô Cúc ở Canada gửi cho chú nha. Thì chú đếm lại giùm con coi nó có đủ chưa chú. Đủ rồi chú ơi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ, như vậy thì chú có đôi lời gì gửi đến cô Cúc ở Canada thì chú? Cô Cúc rất là nhiều. Rồi đếm lại coi, phải không? 3.520.000. Thì cái phần này á là cô nói là chú nói hôm trước cái xe đạp điện chỉ có 2 triệu thôi, thì cô gửi đó là 2 triệu đó để chú mua chiếc xe đạp điện. Ngày mai đi Châu Đốc coi. Dạ, còn lại 1.500.000 20.000 kia là cô hỗ trợ cho chú để làm cái vốn mua vé số để chú bán tiếp tục mà không cần phải mua gói đầu của người ta. Dạ. Ngày mai nghỉ ngày nữa rồi đi Châu Đốc. Dạ, không vậy thì chắc chú có cảm giác như thế nào khi mà chú được nhận cái phần quà của cô Cúc gửi cho cô, gửi cho chú ra? Cái này con nghĩ chắc con chú vui lắm. Dạ, tôi cũng không có gì, cũng có đôi lời cảm ơn cô Cúc rất là nhiều. Chú ơi, hôm trước á, là cái số điện thoại mà chú gửi, chú cho con ở trên cái video trước á, là số điện thoại đó chú hơi bị nhầm lẫn về một cái số của một cái anh nào ở một cái người khác rồi. Thì... chú bữa nay chú cho con xin lại cái số mới nha. Thì cô bác mình khi mà có muốn điện thoại hay là muốn hỗ trợ gì giúp đỡ cho chú hai sang thì cũng có thể liên hệ qua số điện thoại này nè. Mình sẽ đọc lại nha. Hôm trước do chú bị nhầm lẫn. Dạ thì cô bác ơi, số điện thoại của chú hai sang là 070 2955 296. Dạ thì mình sẽ đọc lại nha. Là 070 2955 296, cái đó là số điện thoại của chú Hai Sang. Thì cô bác nào có muốn hỗ trợ thì cũng có thể liên hệ với chú nha. Hôm trước là cái số cũ, hôm trước của cái video trước là nó bị sai rồi, nó không phải là chú, do chú nhầm lẫn nha cô bác, cho nên cô bác cũng thông cảm nha. Vì chú lớn tuổi rồi, nhiều khi cái trí nhớ của mình thì nhớ tới nhớ lui, nhớ lộn tới lộn lui vậy. Thì cái số sau này mới là chính xác nha cô bác ơi. Rồi thì chú ơi, con cũng đến đây, con cũng làm xong cái nhiệm vụ của con là trao cái phần quà của cô Cúc cho chú rồi. Thì con cũng đến đây, con cũng xin phép tạm ngưng cái video mình ở đây. Thì con cũng chúc cho chú có được cái số tiền này sẽ giúp ích cho chú về cái vấn đề di chuyển trên một chiếc xe lăn, có một chiếc xe lăn đập xe lăn điện mới mà chú đi bán vé số cho nó nhẹ nhàng hơn và nó không có cực khổ như bây giờ nữa. Và cũng như là cái số tiền mà chú... làm cái vốn để chú mua những tờ giấy số mà nó mua tiền mặt thì nó sẽ đem ra cái đồng lời nó sẽ nhiều hơn cho chú. Thì dạ, cảm ơn chú. Dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Vâng, dạ. Thì Quỳnh Tân cũng xin phép ngưng cái video mình tại đây luôn thưa cô bác. Thì chúc cô bác mình có một cái ngày mới thật là vui vẻ luôn ạ.